khung cảnh này quá quá mơ mộng rồi. Quá mơ mộng. Cảnh quá mơ mộng. Hay là lùm cá sấu nè hả? Xuồng. Đây là xe đạp để hồi anh hai anh bơi chạy qua sông. Hồi đây hồi người ta không có võ công thì đi bằng xuồng. Thì người ta đậu tại bến Quỳnh Sa. Thì người ta đậu tại bến Quỳnh Sa. Đó thui luôn, không thấy xuồng đâu hết. Gần chút. Trời ơi, gà. Ta vô sông nước ăn được. Không có gà, gà vô ngày mai sáng luôn cháu gà. Lương mà giờ nghe nó ổng nói nhậu. Tại biết thế nào nhậu đứa này cũng chết à. Mai sáng mình nấu cho gà húp. Tại nhậu mệt á, mệt tối.